xẹp phải không? Khi mà Phương Giang hỏi tóc xẹp đúng không? Hôm nay chị, hôm nào? À mấy cái profile tóc xẹp hả? Cùng dành một tràng pháo tay để chào đón Miss Universe Việt Nam 2024 Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, xin mời! Duyên, những vị đại biểu đến từ Miss Universe Việt Nam, tất cả những quan khách ngày hôm nay ở đây là có rất là nhiều những em của Duyên, những người mà đã truyền cho Duyên sức mạnh để Duyên có thể hết mình với cái hành trình này. Và bây giờ thì Duyên mong muốn có thể gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới Hoa hậu Hương Giang, đại diện nhà sản xuất Miss Universe Việt Nam 2024. Ông Trần Hoàng Dũng, đại diện DST Entertainment. Bà Phạm Thị Hóa, phó tổng giám đốc công ty cổ phần phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh Fahasa. Ông Trịnh Hải Phương, phó giám đốc công ty sách Phương Nam. Bà Nguyễn Hương Ly, giám đốc quốc gia Miss Universe Việt Nam. Bà Luna Trương, đại diện truyền thông khách sạn La Villa Sài Gòn. Và Duyên cũng xin được chào đón tất cả các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè của Duyên, các hoa hậu Đàn Thiên Ân, Thanh Thủy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, tất cả những chị em đến từ Miss Universe Việt Nam 2024 ngày hôm nay đã đến cùng với Duyên, nhà thiết kế Linh Sang, chị Thư, anh Alex, anh Đỗ Long, anh Trường, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, người đồng hành cùng với Duyên tại Miss Universe Thế Giới với những bộ trang phục National Costume rất là đẹp, và tất cả những người fan của Duyên, những người yêu thương Duyên, những người truyền sức mạnh cho Duyên trong chặng đường tới hành trình Miss Universe tại Mexico sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sự của mình làm sao tập trung dành hết cái thời gian để có được cái sự chuẩn bị tốt nhất tại hành trang sắp tới tại Mexico. Và để mà nghĩ về cái chặng đường 10 năm đã qua thì nó luôn là một cái cuốn phim, có thể nói rằng là 10 năm là một khoảng thời gian rất là dài đối với Duyên. Và trước cái lúc mà Duyên đăng ký tham gia vào cuộc thi Miss Universe Việt Nam thì bản thân Duyên kiểu mình vẫn luôn bị chấp niệm về những cái khoảng thời gian quá khứ tuổi trẻ của mình, và mình chưa có được hoàn toàn cái sự can đảm để mà mình đặt bút tham gia vào cuộc thi này. Nhưng mà sau 10 năm 2024, sau khi mà Duyên là Hoa hậu Việt Nam 2014 thì Duyên nghĩ rằng là cái thời khắc đó của Duyên nó đã đến rồi. Và nếu mà Duyên cứ trốn chạy mãi tất cả những cái điều nó đã qua như vậy thì mình có thể mình thực sự sống hết mình với thanh xuân của mình một lần nữa hay không? Và Duyên đã không còn suy nghĩ về những cái điều đó nữa. Và thực sự cái chiến thắng của Duyên tại Miss Universe Việt Nam 2024 song song với đó là sự công nhận của hầu hết tất cả mọi người, nó đã cho Duyên một cái niềm tin rằng là hóa ra trong suốt 10 năm vừa qua, tất cả những cái điều mà mình đang chấp niệm đó mọi người đã không còn suy nghĩ nhiều nữa rồi, nhiều người hơn. Và đây là gì? Hiện tại thì đến bây giờ Duyên và team của Duyên đã hoàn thành xong trang web có tên là hoahaukiduyen.vn. Thì ở trên trang web này cũng sẽ ghi đầy đủ thông tin trong quyển biography của Duyên. Mọi người nếu mà không có cái quyển này ở nhà sách thì mọi người có thể nhìn ở, mọi người có thể truy cập vào trang web này để có thể theo dõi hết tất cả những thông tin của Duyên ở trong quyển biography này. Và nó sẽ có một cái, đó chính là ở đây nó là cam kết của Duyên và bạn.
Thì sau khi mọi người đọc câu chuyện của Duyên, mọi người hiểu được cách của Duyên trải qua những khó khăn như thế nào và mọi người sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của mình, thì đây nó sẽ là một cái nơi để cho mọi người có thể ghi tên, ghi độ tuổi, nơi sinh sống, và chúng ta sẽ cùng nhau có một cái chữ ký ở đây. Thì đây là một cái phương án mà Duyên đã phải suy nghĩ rất là nhiều, làm sao mình sẽ phải có một cái gì đó để mà có được một cái sự xác nhận về việc là mình giúp đỡ cho mọi người và mọi người sẵn sàng tha thứ cho bản thân mình. Nhưng mà Duyên nghĩ lại thì Duyên hiểu là lý do vì sao Duyên lại có những cái phản ứng như vậy. Bởi vì 18 tuổi, khi mà một cô gái vừa mới lớn, cô ấy còn đang rất là non nớt và có quá nhiều sự tấn công đến với cô ấy như thế, thì chính bản thân Duyên cũng không thể nào Duyên chịu được cái sức nặng từ áp lực như vậy. Và mình phải lựa chọn một cách, đó chính là mình tạm dừng việc học đại học của Duyên. Lúc đó Duyên đang là sinh viên năm 3 của trường đại học ngoại thương. Và chính đến điều đó, đến thời điểm bây giờ, Duyên nghĩ rằng là nó là một cái cơ duyên khi mà Duyên một lần nữa trở thành Miss Universe Việt Nam 2024. Và không biết như thế nào, tự nhiên nó có một cái cơ duyên như thế. Miss Universe Việt Nam 2024 sẽ có sứ mệnh xây dựng 10 ngôi trường. Và cái điều này nó đã giúp cho Duyên bén duyên thêm về cái sứ mệnh thiện nguyện về giáo dục. Điều này Duyên cũng mong muốn rằng là bản thân mình có thể khuyến khích, có những cái hành động thiết thực khuyến khích cho về việc giáo dục của Việt Nam, đặc biệt là dành cho các thế hệ trẻ. Bởi vì trong tư duy của Duyên thì thế hệ trẻ luôn là tương lai của đất nước, và mình phải cung cấp về nguồn lực như thế nào để giúp cho các em có được cái sự phát triển đầy đủ và vững vàng nhất. Thì tới thời điểm hiện tại thì Duyên cùng với Thúc Nam Miss Universe đã có được cái hành động thiết thực đấy rồi. Nhưng mà Duyên chưa có bật mí được, bởi vì hành động này của năm chị em Duyên thì sẽ lên sóng đài truyền hình quốc gia. Nên là mọi người hãy cùng chờ đợi với Duyên, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì mọi người sẽ biết cái điều đó nó là gì. Đó, tại vì nhiều khi kiểu Duyên qua cái clip Voice for Change của Duyên á, Duyên cứ thấy là mọi người comment là tại sao cứ thấy Duyên nói sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia. Nhưng mà thực sự mình cũng sẽ có những cái hạn chế liên quan, tại vì nhiều khi mình lên sóng đài truyền hình quốc gia, mình không thể nào mình tự động mình công bố cái thời gian phát sóng như thế nào được. Đó, nên là tất cả những cái hành động Duyên mong muốn làm trong cái dự án này của Duyên á, nó là những hành động thiết thực, chứ nó không phải là bất cứ một cái điều gì mình phải đối phó trong cái kỳ thi Miss Universe này. Về cái Road to Miss Universe á, thì ngày hôm qua em đã quay xong cái Road to đó rồi. Và ngày lên sóng sẽ là ngày 7 đúng không? Ngày lên sóng chính xác là còn khoảng 3-4 ngày nữa thôi. Chắc chắn là nó sẽ phải lên sóng trước khi mà em sang tới Mexico. Nên là Road to Miss Universe thì mọi người yên tâm là Duyên đã hoàn thành xong rồi. Và chỉ vài ngày nữa thôi thì mọi người sẽ thấy rằng là thấy được một cách rõ nét hơn về cái quá trình mà Duyên chuẩn bị cho Mexico, cho chặng đường tới Mexico là như thế nào. Câu hỏi thứ hai rằng là anh Hoàng đang lo sợ là trong vòng phỏng vấn kín là em chỉ có 2-3 phút để trình bày về những cái dự án hay là trình bày về cái câu chuyện của em đối với ban giám khảo. Nhưng mà thực sự những cái mà ban giám khảo hỏi ở trong đó chưa chắc là những cái dự án của mình đâu. Tại vì cái dự án này mà nó là những cái gọi là hành trang để mà chuẩn bị cho từng thí sinh khi mà họ đến với đấu trường sắc đẹp khốc liệt như vậy. Và nó là một phương tiện để cho những người ban giám khảo ở đó hiểu một cách rõ nét hơn, xem rằng là cái cách cô này cô ấy chuẩn bị như thế nào, có chỉn chu hay không, rồi thông điệp nội dung cô ấy mang tới cuộc thi này là gì. Và khi mà họ đã hiểu rõ về những cái dự án của em thông qua Voice for Change, thì khi mà vào vòng phỏng vấn kín á, thì em sẽ luôn phải nắm giữ hết tất cả những thông tin một cách rõ ràng và mạch lạc nhất, để khi mà ban giám khảo họ có đặt ra bất cứ một câu hỏi nào về dự án này thì em vẫn có thể trả lời một cách gọn gàng. Còn ngày hôm nay thì nó là một cái dịp đặc biệt để mà em có thể có thời gian và trình bày cho mọi người biết rõ hơn, để mọi người hiểu được là cái dự án của em mang tới Mexico là gì. Chứ nhiều khi không, mọi người lại cứ comment rằng là không biết bạn này làm gì cả. Nên là hôm nay nó là một cái dịp để mà em có thể có thời gian và trình bày cho mọi người hiểu một cách rõ nét hơn như thế. Xem phải không? Khi mà... Hương Giang hỏi tóc xẹp đúng không? Hôm nay chị? Hôm nào? À, mấy cái profile tóc xém hả? À. Em thấy vẫn đẹp mà. Để lần sau em thêm 10 phím nữa. Thật ra thì em trước khi mà đến với mỗi cuộc thi á, thì em đều có
cái sự tìm hiểu rất là rõ xem là tiêu chí của cuộc thi đó là gì. Đến với đối với cuộc thi Miss Universe thì họ mong muốn có thể tìm kiếm được một cô gái thực sự hiểu rõ bản thân cô gái ấy muốn gì và cô ấy có thể tự tin với tất cả những cái điều mà cô ấy có. Và đến bây giờ, cái chặng hành trình 10 năm của em có thể đạt được những cái thành tựu như ngày hôm nay. Em nghĩ rằng là 90% nó đến từ việc niềm tin của em và bản thân của mình. Là trong tất cả các dự án á, mình muốn làm những cái điều lớn thì mình nên bắt đầu từ những điều nhỏ. Và trong cái dự án của em thì em và ekip của em đều thống nhất với nhau là khi mà in ra cái cuốn tự truyện này thì nó sẽ có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Bởi vì nhiều lúc mình để ở trên cái kệ sách tại tất cả các nhà sách á, thì sẽ có những người khách du lịch họ đến nữa, nên là bắt buộc mình sẽ phải có hai ngôn ngữ như thế. Và chắc chắn một điều rằng sẽ mang những cái cuốn tự truyện đó sang Mexico để ví dụ khi mà mình ở trong vòng phỏng vấn kín thì nó sẽ là một cái phương thức để mà cho những cái người ban giám khảo ở đó họ hiểu hơn cho cái câu chuyện của mình. Tại vì ở đó thì năm nay có đến 130 thí sinh lận, nên là trong tất cả cái sự chuẩn bị của em thì em cần phải có những cái sự chuẩn bị nó kỹ lưỡng nhất để khi mà ở trong vòng phỏng vấn kín thì nó chỉ có bằng đó thời gian thôi. Thì mình sẽ phải làm sao để cho tất cả các ban giám khảo họ có được cái sự kết nối và họ có được những cái thông tin để hiểu một cách sâu sắc nhất về cái dự án của em. Năm nay thì có đến 130 thí sinh đến từ 130 đất nước khác nhau. Và tới thời điểm hiện tại thì theo mạng xã hội truyền thông mọi người lan truyền từ bữa giờ thì em đang cảm thấy ấn tượng với đại diện đến từ Thái Lan hoặc là đại diện đến từ Ấn Độ. Thì hai bạn này thì đang rất là trẻ, các bạn đều sinh năm khoảng 2002 gì đó. Thì em hiểu rất là rõ rằng là thế mạnh của những người trẻ họ là như thế nào, kiểu năng lượng rất là dồi dào và họ sẽ rất là quyết liệt trong mục tiêu của họ trong cuộc thi này. Và đó cũng là những đất nước mà trước đó đã từng đạt được thành tích rất rất cao tại cuộc thi Miss Universe rồi. Em với team của em, với những người cộng sự của em thì bọn em đã quyết định là ở những phần phỏng vấn kín hay là những lúc cần ứng xử ở trên sân khấu, em sẽ sử dụng tiếng mẹ đẻ của em là tiếng Việt. Bởi vì em muốn rằng là mình có thể truyền tải được một cái thông điệp nó rõ ràng, nó mạnh mẽ nhất, và cái năng lực, cái sức mạnh nội tại bên trong của em nó phải được truyền qua ngôn ngữ mẹ đẻ của chính em. Và ở đó thì họ sẽ luôn có thông dịch viên, nên là cái đấy nó sẽ không phải là cái vấn đề quá lớn. Bởi vì nhiều khi mấy anh em nói chuyện với nhau vui vui là nhiều khi ở trên sân khấu bắt đầu phiên dịch ra tiếng Anh xem là ngữ pháp nói vậy đúng chưa, hay là xem là mình sử dụng câu như vậy đã hay chưa. Thì đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thần thái của mình, hay là nó sẽ làm mất đi cái sự tập trung khi mà mình đang đứng đối diện với cả ban giám khảo. Còn ngoài ra về trình độ tiếng Anh của em thì em nghĩ rằng là em đủ để em có thể giao tiếp và kết nối bốn phương với 129 các bạn thí sinh còn lại. Dạ. Không biết mọi người nhớ không, nghĩa là ngày xưa, cách đây 10 năm, cái câu trả lời ứng xử của em để mà giúp cho em đạt được cái vương miện lúc em 18 tuổi, đó chính là câu trả lời về người phụ nữ Việt Nam. Và đến bây giờ khi mà em được đứng ở đây sau 10 năm, em đã được may mắn đội thêm một chiếc vương miện nữa và được đại diện Việt Nam tham gia vào đấu trường khốc liệt nhất hành tinh. Thì chính bản thân em, ngay từ nhỏ của em luôn được gia đình giáo dục rằng là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam là một hình ảnh mà làm cho em cảm thấy rất tự hào. Mạnh mẽ, kiên cường, đảm đang, lúc nào cũng rất là nhiều năng lượng trước mọi nghịch cảnh. Thì cái điều này nó cũng là một cái điều mà em mong muốn bản thân của em khi mà càng ngày em càng lớn, càng ngày em càng phát triển, càng ngày em càng trưởng thành, em có thể trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất để mà khi mà đại diện cho đất nước mình đến với đấu trường quốc tế thì em sẽ phải giới thiệu cho 129 cô gái còn lại, giới thiệu cho ban giám khảo của Miss Universe là con gái ở Việt Nam là như thế nào. Đứng trước toàn thể quý vị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, khi tôi đã được đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh Miss Universe 2024, tôi có rất nhiều những trạng thái cảm xúc đặc biệt. 10 năm, khoảng thời gian mà tôi day dứt với giấc mơ hô vang 2 tiếng Việt Nam tại đấu trường quốc tế. 36 tháng, khoảng thời gian tôi cần để tự hỏi bản thân và đưa ra quyết định có tham gia vào Miss Universe Việt Nam
2024 với tư cách là thí sinh hay không? 63 ngày, khoảng thời gian mà tôi tham gia Miss Universe 2024 đối diện với áp lực, thất bại, sự thất vọng của công chúng đối với biểu hiện của tôi trong lúc tham gia cuộc thi. Và đó là những khoảng thời gian đầy khó khăn, nhưng đã tôi luyện nên tôi của ngày hôm nay. 41 ngày, đó là số ngày mà tôi bắt đầu có thể thật sự tha thứ cho chính mình, để không còn phải hổ thẹn khi nhìn thấy những bức ảnh chưa đẹp của tôi 10 năm về trước. 26 tháng, số tháng tôi đã thực hiện dự án của riêng mình với tư cách cá nhân và cũng bằng nguồn lực cá nhân, tạo ra một cộng đồng lành mạnh và chăm sóc sức khỏe cùng nhau. Một năm, hay chính xác là 324 ngày nhiệm kỳ còn lại, cũng chính là thời gian mà tôi phải tận dụng sự hỗ trợ của các nguồn lực khác nhau để tối đa hóa những giá trị mang lại cho cộng đồng. 244.000 số lượt người đăng ký kênh Kỳ Duyên Fit, 1,7 triệu số lượng người follow trên mạng xã hội cá nhân, 300 quý vị khách mời, 90 quý anh chị báo chí, 50 bạn fan hâm mộ, đó là số lượng những người đang thực sự hiện diện ở đây cùng với tôi. Và tất cả những con số vừa nêu lên chính là niềm tự hào và biết ơn của tôi, cũng là nguồn động lực to lớn để tôi bước tiếp trên hành trình này. Xin trân trọng kính mời bà Hương Ly, giám đốc quốc gia của tổ chức Miss Universe tại Việt Nam, sẽ lên sân khấu để trao thư mời chính thức xác nhận Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên là đại diện của Việt Nam tại Miss Universe 2024. Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe 2024 lần thứ 73 tổ chức tại Mexico. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Thank you so much. Xin cảm ơn quý vị và xin được mời quý vị sẽ cùng quay trở lại.